Maguiguana. Ở chỗ thủ đô này nó có một cái quảng trường là cái nào nhỉ? Ông này là ông nào đây? Tổng thống của chúng nó à? Tổng thống đời đầu luôn nhé. Xem ra cái kính này hợp với màu da của tao vãi không chưa? Nhìn thấy chả thấy kính lắm. Cái nhà này nó đổ khuôn bê tông không mà nó để đấy nhỉ? Bao nhiêu năm rồi không biết? Tân chục năm. À đấy, mở gọi trong... Cứ dành cho quản lý. Thôi cứ loa nhà quản lý cho nhanh đi. Ai cũng biết chỗ. Hôm nay thứ hai đầu tuần các ông mới không dám uống nhiều đâu. Vậy ngồi chơi nói chuyện tí thôi. Với lại hôm thứ bảy vừa rồi liên hoan chia tay Long chắc là cũng uống chán chê rồi, không uống được nhiều đâu.